cắm cờ đỏ hết trơn các bạn, trắng hết trơn mà vô cắm ngâm, cắm ngâm, cắm ngâm mới nói cắm cờ trắng trơn mà không vô luôn. Đó đó chụp lấy có chơi nó trắng nó nhảy ra hay gì á. Ừ trời ơi công nhân quay lại chụp cuốn xíu nữa là xong rồi. Ở trung tâm bự các bạn ơi, quá bự không thể cá ký quá chụp lại đúng là đúng đỏ phải đá ngay trời đá ngay luôn. Ôi ơi sao cái lỗ quậy cái lỗ rồi. Trời ơi nó quậy hết đi trời ơi nó quậy cái lỗ lại thử nó chui ra lấy cái này lấy về luôn. Trời ơi nó quậy cái lỗ nè. Ồ đúng là lỗ dữ nè quậy. Xin được chào đón quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Trong video hôm nay thì nhóm sẽ tổ chức đi đặt bẫy cống nhum các bạn ơi, kết hợp với tối nay chúng ta sẽ đi túc ếch các bạn. Hôm nay thì có thêm cái bộ môn mới là túc ếch các bạn ơi, này thì trước giờ cũng chưa làm, thấy người ta làm cũng êm quá cho nên là nhóm cũng tính làm thử chuẩn bị có một cái 12 cái ngục à. Chúng ta tối nay chúng ta sẽ làm thử. Rồi đây Văn Trung đi đặt cặp chuột. Rồi đây anh Túc An các bạn ơi, đây tối hôm nay thì dự định chúng ta sẽ đặt các cái gặp cống nhum ở cái khu vườn này các bạn, rồi vòng vòng các cánh đồng này nè, chúng ta xem chỗ nào có nước nhiều, nước chém chép lên ruộng các bạn, chúng ta sẽ đặt cái máy túc ếch và chúng ta đặt cái 12 cái ngục. Đây các bạn ơi, cái này vườn xài các bạn, có mấy công xài ở đây nè, dưới thì có cái mương nước, bên kia thì chắc có lẽ là phải lội qua quá, lội qua kiếm đường chứ giờ sao qua rồi lên kia đi. Chúng ta đặt gặp xong rồi tối khoảng chắc 7 giờ ha, 6 giờ mấy vừa chụp tối các bạn, chúng ta sẽ đặt cái máy túc ếch. Hôm nay có cái cây mà ta. Hôm nay chúng ta kết hợp hai môn, hổm gài làm có môn thất hoài. Rồi bên kia mắc lỗi qua cái mương các bạn ơi, đặt theo cái cặp cái mảnh vườn xoài bên kia. Chủ yếu chúng ta kiếm mấy cái đường mòn. Rồi chúng ta đi dài dài lại chỗ bạn Trung đằng kia các bạn ơi. Đang kiếm hàng đằng kia. Khu vườn này nhìn địa thế thấy ngon quá đây. Không biết có ai đặt trước chưa. Nếu chưa là ngon lành các bạn. Đường mòn người à. Coi đi gần kìa. Mày ruộng kìa đừng láng. Tắt đi không để cái đạp nè. Bên kia thấy ầm tầm quá lộ quá không. Trời chiều trên cánh đồng rất là đẹp các bạn ơi, mặt trời cũng sắp lặn nè. Mình bây giờ là còn bao nhiêu cái gặp cống nhum mà 30 à. Bữa lại kia đặt chúng lấy hết trơn rồi. Đi già lấy mười mấy gặp nhỏ với mấy cái cống nhum. Đạp luôn cái xẹp dép mấy cái nữa. Ở đây đặt có địch nhiều quá các bạn ơi. Đặt xong ra gỡ không kịp chứ nó ra gỡ trước mình lấy luôn cái gặp mấy ác chứ. Ồ cái bình bát quá trời trái các bạn ơi, nè quá dữ. Rồi chúng ta qua cái bờ bên này các bạn ơi,
quá. Cái vườn xoài rồi bên đây nó tùm quá các bạn ơi, quá trời. Và cái sậy có đường không? Có đường là ngon, kệ bư ra quá hả mù. Ở khu vực này là xung quanh là lúa, một có một số mảnh vườn rất là lý tưởng các bạn. Chuột cái nó tập trung trên đây dữ lắm luôn. Ở đây thì người ta làm mấy lưới B40 người ta gào hết, cho nên chúng ta đặt thì chỉ đặt ở ngoài thôi, phải được mà vô trong nữa ngon, vô cho được. Đặt cặp mé vườn các bạn. Trời cũng sắp tối các bạn ơi. À, đặt cái này xong rồi chúng ta sẽ quay sang chúng ta túc ếch 12 cửa ngục các bạn. À, các bạn ơi, chúng ta chuẩn bị đi ra đặt 12 cửa ngục các bạn. Chúng ta túc ếch đặt 12 cửa ngục mà. Các bạn ơi, đang triển khai để chúng ta dăng cái cửa ngục các bạn. Quá trời người ta túc này. Hướng bên kia người ta túc quá, giờ mình chuyển hướng qua đây. Cửa ngục mình là chơi hang nặng không đó. Cửa ngục chào bá các bạn ơi. Lần đầu mua cho nên cũng chưa có kinh nghiệm lắm. Ngục quá bự rồi. Thấy đồng nghiệp túc cửa ngục nhỏ nhỏ. Ra kêu cái nào cửa ngục nào bự nhất lấy, nó lấy cái quá trời bự rồi nè. Việt Nam ham to. Về mới phát hiện người quá trời bự rồi. Đổi lại đổi đâu được thôi đi, chơi luôn. Đổi được mà giờ này hết bắt đổi rồi. Hết đổi được rồi. Ủa, trời nó mời cửa ngục, trà bá luôn các bạn ơi. Bá khứ cửa ngục à. Bự ngang nó bự. Có cái nó không được dài các bạn ơi, khoảng 6-7 mét nha. Rồi cái ngục người ta xài nhỏ nhỏ một chút thì khoảng mười mấy mét là ngon lành. Mai mua thêm cái nữa. Mai mua thêm cái nhỏ nữa. Chưa có kinh nghiệm thôi mình chơi tại đi. Để coi tối nay có không các bạn ơi. Lần đầu làm cũng chưa có kinh nghiệm lắm. Làm giờ lặn quen. Rồi bắt đầu triển khai máy móc rồi. Rồi các bạn ơi, đã triển khai xong các bạn ơi. Rồi chúng ta chờ khoảng 1-2 tiếng nữa chúng ta sẽ trở ra chúng ta thăm thôi. Rồi bây giờ đã 9 giờ các bạn ơi, chúng ta đảo vô để chúng ta thăm gặp chuột cũng như là cửa ngục các bạn. Chắc có lẽ là thăm cửa ngục trước các bạn ơi. Đây chúng ta đậu xe đây rồi chúng ta vô thăm túc ếch cửa ngục các bạn. Đây cái đường bên đây các bạn ơi. Chiều thì để túc cũng mấy tiếng đồng hồ rồi. Tối chúng ta đảo lại chúng ta thăm thử coi. Lần đầu tiên làm cho nên là cũng không biết ra sao. Rồi chúng ta tới các bạn ơi, xem ơi có không các bạn. Mới làm mà cũng chưa có kinh nghiệm lắm. Đó, cái nhảy đường không bà nội. Ngồi nhảy đường mà không vô cái ngục hả?
Máy mình hết pin rồi kìa, nó yếu kiệu rồi. Trời ơi, có gì cho mà bắt được. Cúc gì sao bắt được? Bây giờ là không có ếch các bạn ơi. Hình như cái máy nó túc nó yếu quá cho nên là ếch nó không vô được rồi. Chúng ta sẽ qua bên kia chúng ta thăm các cái bẫy chuột cống nhum các bạn. Lần đầu làm cho nên là cũng chưa có kinh nghiệm lắm. Rồi chúng ta đến địa điểm thăm các cái gặp chuột cống nhum các bạn ơi. Hồi nãy ếch thì không có, làm cũng chưa có kinh nghiệm lắm, có một cái cơ ngục à, chưa hiệu quả. Cái lo thì lo ở nhà chứ không phải lo chuyên dụng các bạn, lo nhỏ xíu à, túc có khi nó không im. Làm thử. Gì không biết thì làm thử cho biết. Từ từ rút kinh nghiệm. Gì? Ồ, nó chuột chạy các bạn ơi, không biết khó không mà chuột chạy. Rồi, ngang cái bờ này chiều nó ngoan đặt mấy cái nè. Đâu đây hả? Ừ, đâu khúc này nè. Biết có không này. Đây nè. Đâu? Ở đằng kia, kia kia. Có không? Này phải lội ăn mương các bạn ơi. Có cái mương nè. Ăn đêm mà lội ăn mương. Không sập à? Chết quá. Chết luôn. Dính rồi. Thôi ơi, không dính luôn các bạn ơi. Xong rồi. Hết không có, chuột cũng chưa thấy chạy. Gì? Gì? Chuột. Trời ơi, con chuột nhỏ xíu các bạn ơi. Trời. Sao có dính chuột? Rồi thả đi, mở thả đi. Trời ơi, con chuột nhỏ xíu. Đi bác. Đi bác. À, bữa mày chữa thuốc mày cũng đi. Gặp đầu tiên vô mà vô chuột nhỏ xíu mày ác chứ. Ê trời, nó ngã tới đâu bự vậy. Đây. Dính. Dính à, bự nha. Gì? Có hả? Trời ơi, nhìn đường mà biết tới cục. Ngón tay rồi hả? Ngón tay thả rồi. Nhủi hả mày? Ai, con chuột bự các bạn ơi. Chào bá lửa. Chuột trái chào bá nè. Ui, ngon lành, ngon lành. Ngon nha. Rồi, vô. Vô. Bích lòng luôn, lòng em. Cái lòng này của mình là lòng bự luôn nha. Lòng bự, bích lòng luôn. Lòng là nhà mà, đâu phải nhà đó. Lòng lại. Vô các bạn ơi. Một em, một em. Rồi, đặt lại. Ôi, mình có lý, tưởng là không có luôn chứ. Rồi chúng ta qua cái mé giường đây các bạn ơi. Mé giường này đặt cũng rất là nhiều gặp à. Rồi vô. Trái xài này quay không? Giường xài các bạn ơi. Gì? Trái xài này quay không? Ôi trái xài. Xài lẻ loi các bạn ơi. Trời thấy. Vô giường xài. Đây đi tới đây đừng kể chuyện ma giùm cái. Ở hả? Ở nha. Rồi không có luôn. Ok. Gì? Gặp bát ha. Dạ. Gà bát hả?
Tới đây mà cũng chưa có con nào các bạn ơi. Gì? Đâu? Nhảy vô có rồi. Ừ, nhảy vô giường. Gặp tao khổng lồ sập mà không dính hết à. Cắm cờ đỏ trơn các bạn, trắng hết trơn mà. Vô, cắm ngâm. Mới nói. Cắm cờ trắng trơn mà không vô luôn. Sao đó. Chụp lấy. Có trắng. Nhảy ra hay gì á? Ừ. Trời ơi, công nhân quay lại. Chụp xíu nữa là xong rồi. Ở trung tâm bự các bạn ơi. Quá bự. Yes. Không thì cá ký. Đúng rồi, đúng. Đá ngay trời. Đá luôn. Trời ơi, sợ cái lỗ. Nó quậy cái lỗ. Lại thử nó chui ra. Lấy cái này. Lấy về luôn. Nó quậy cái lỗ nè. Ồ, đúng là lỗ dữ nè. Quậy cái lỗ. Chuột giấy nữa. Chuột giấy hả? Giấy. Để làm giống luôn các bạn ơi. Rồi, ngon quá. Tưởng nó không ngon rồi chứ tưởng. Thấy mấy cờ nhóc chơi mà thấy đứng nhìn không mà tưởng nó. Chùm cuối. Ôi, ngon lành. Im. Im các bạn ơi. Nãy tưởng không ngon rồi chứ, tưởng nó sớm ngủ cá thùng bia ngoài cái vậy đó. Tối hôm nay tưởng nó có con chuột cơm đó xong luôn. Trời ơi, bự kìa. Bạn ơi. Trời ơi, quá bự các bạn. Làm nhà mà nó bự cái này mà nó bích lòng. Trời ơi. Quá hư con chuột rồi. Nó dài bằng cái lòng luôn trời. Trời ơi. Hai tấc mấy. Hai tấc bảy. Chuột giấy. Rồi để làm giống rồi. Nhà có đang nuôi con chuột gần đẻ. Chuột gần đẻ các bạn. Để con này lại làm giống luôn. Quá ngon. Rồi. Rồi tới đây chút nữa các bạn ơi. Ở đây thì chắc không có chuột ngâm đâu. Đây chuột cơm mà. Chỉ có hy vọng là mảnh vườn đó là qua. Còn cái vườn kia ha. Đúng rồi. Vườn kia nữa. Còn mấy cái gặp bên vườn kia các bạn ơi. Nãy đi hoài mà không thấy dính tưởng đâu không im rồi chứ. Cái gì? Dính. Nó luôn hả? Trời ơi. Ngon các bạn ơi, ngon. Nó bự như giống con nhum các bạn ơi. Đây gặp nhỏ này. Gặp đây. Quá khứ rồi. Quá khứ con chuột nè. Con cơm nó bự kìa. Trời ơi, nó bự. Sợ ố khè. Rồi đó, tưởng nó tưởng con nhum con luôn chứ. Con nhum đực á. Trời ơi quá rồi. Ngon. Nó quậy cái lỗ quá trời rồi. À, tưởng không im. Nó dính. Im các bạn ơi. Rồi, hai con trà bá nè. Với hai con đang bỏ trong cái bọc nè. Rồi qua bên kia, khu bên kia. Nếu có nữa là ngon nữa. Tưởng bữa nay thất chứ. Chết luôn. Không ngờ là vô được. Phút cuối thì ok. Mà đặt cá không im. Tưởng đâu qua đây thất luôn là xong luôn. Ếch chứ đặt cá gì. Ở bên đặt cái ếch. Túc ếch không vô. Rồi qua tới cái mảnh vườn này cũng hy vọng các bạn ơi. Cái gì? Sập bà dính không? Trời ơi, làm hết hồn. Tưởng nó dính nữa nha. Sập là lắm. Chết. Cỡ này không dính trời. Dính. Đây chờ tới sáng giờ thăm lượt một mà. Còn đằng kia nữa phải không? Rồi lên tới đằng kia luôn. Đây là bên trong là mảnh vườn các bạn ơi. Rào hết rồi. Cho nên là chúng ta chỉ đặt được ở phía bên ngoài nè. Quan trọng là chúng ta để thức ăn sao cho nó thơm nó ra thôi chứ trong kia thì dữ lắm luôn á, có cái không vô được, đặt cặp mé thôi. Đặt bữa nào cũng có nhìn cũng nhìn chứ. Là hai con chuột các bạn ơi, khủng khiếp rồi chứ, bự. Nè, ông này ông giấy bự mà cái này mà ông còn co cụm. Con nhum nè, quá trời cái bự con nhum nè, chuột này chuột giấy các bạn ơi. Lâu lâu mới gặp một con cho nên là để lại làm giống luôn. Chuột giá là chuột địch đó phải không?
nó hung như chó rồi. Quá đã cầm mà biết mỏi tay trời. Quá im các bạn ơi. Đó, cứ liên tục à. Hai cái dính con gì. Ồ đừng con chụp cơm nữa à, bằng chung mới qua bên kia đang đứng đây dính con nữa các bạn ơi. Ngon lành quá im, quá im các bạn. Không trúng ếch thì cũng phải trúng chuột chứ các bạn, phải có nảy kia trời. Chứ đâu mà thất hết trơn đâu được. 6 lít hả? Đường thì nó ngon mà đi ra trong đó. Đặt cái lõi này dính rồi. Đặt cái gạp bự luôn. Ừ, nó ngon. Đặt luôn đi. Để gạp nhỏ ra, lõi nhỏ ra nè. À, lõi chưa ra nè. Cái lỗ hồi nãy người ta đặt cái gạch lần đầu đó nó cũng chui ra. Mà cái điện đi bự quá bự. Không dâm thì không có đi đường đó. Sẵn còn mấy cái nữa, vài cái hết rồi. Hết hả? Ờ, vậy là đêm nay được 4 con. 3 con chuột cơm. Chuột cơm với chuột con dâm trà bá các bạn ơi. À, cũng được, cũng ngon. Tưởng đâu hồi nãy đi một đường dài thọc mà không thấy gì hết rồi, tưởng nó không có gì. Khu mình đã đặt hết rồi. Ừ. Tạo lộ con cóc nữa. Ừ. Cóc không lột. Rồi, bây giờ về. Hẹn quý vị sáng mai chúng ta sẽ gặp nhau để chúng ta đi gỡ bẫy lần hai các bạn ơi. Rồi các bạn ơi, chúng ta đi vô thăm cái 12 cửa ngục các bạn. Tại vì hồi chiều thì cái máy của mình là không phải máy chuyên dụng cho nên là giờ này là chắc cũng hết pin hay gì á. Cho nên vô vô thăm cái rồi mình cứ muốn về luôn các bạn ơi. Cái gì? Cái gì? Có không? Rồi, rồi. Rồi cũng được vài con các bạn ơi. Rồi cũng được vài con. Rồi. Ờ, cái máy này tại máy túc của nhà cho nên là pin thì nó thời lượng nó cũng mấy tiếng đồng hồ. Canh chúng ta đi thăm cái qua con nè. Trời. Ủa, ngon mà, nãy mình đi ăn chất quất mà. Để bà ơi, thôi kệ, cũng mấy con. Ba con. Nhờ mới ba không được bự nữa. Ừ, nhỏ nhỏ mà. Một em, hai em, ba em. Nó cuốn nhầm dài luôn đi. Sáng mai chúng ta đi kiếm cái máy chuyên dụng các bạn ơi, tại mà gấp quá rồi không có mua được cái ngư ngục rồi. Còn cái máy thì lấy cái máy nhà cho nên pin thì có nó không có cầm, pin yếu quá. Rồi, như thế mình cuốn về đi. Ngày mai mình làm lấy cái máy khác về được. Ba con mấy ba con khủng được trời giường cỡ này rồi ba con trời. Vậy chứ giờ này có máy hết kêu luôn rồi. Máy nằm mà chờ queo các bạn. Hết kêu. Này không nghe kêu luôn các bạn. Máy nằm nè. Bởi vì thấy tình hình không ổn cho nên ra thăm cái đem về luôn cho. Lạ Bình Dương đó. Ừ. Lấy cái máy đồng giảng là lụm luôn đó. Lấy cái máy máy nhà. Lại đi. Tin đầu máy nào như máy nấy. Trời trời. Máy nhỏ xíu các bạn. Bỏ túi. Mời kiếm quá. Cái máy túc ếch chuyên nghiệp các bạn ơi. Chứ giờ tại mua cái này xong có cái máy nhà là làm thử coi nó làm sao mà thấy không yên mà. Không yên ơi. Nó túc cũng gần quá, nó túc nó chắc mơ chơi ăn thua nha, mơ mua chơi máy thiệt á. Máy xịn. Máy này túc gần quá, coi khi ếch nó không có lợi nhiều. Chủ yếu trong cái vườn này nè, gần gần. Cây số luôn mình nghe đó. Bởi bên kia người ta túc ở đây cây số mình nghe đó mà ở đây mình túc đi có mấy bước hết chân không không nghe tiếng. Rồi, thôi về. 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 Hẹn quý vị sáng hôm sau chúng ta đi thăm các cái bẫy công dụng các bạn ơi. Rồi, về. Cũng được mấy con cũng an ủi. Rồi, sáng các bạn ơi, chúng ta tiến hành đi thăm bẫy lần 2. Thì chúng ta sẽ gom bẫy về luôn các bạn. Mở hàng cái đầu tiên bằng chung nè. Chớt một cái à. Còn mảnh vườn bên trái chúng ta nè, chúng ta đặt khoảng 30 cái gặp công dâm các bạn ơi. Chúng ta đi thăm. Khu bên kia thì chỗ chạy dịch, nãy chạy ngang thì do dịch đông quá cho nên họ lùa, đang lùa cho nên là chúng ta không thăm được. Ở đó thì đặt khoảng 5 cái gặp chuột cơm các bạn. Chút xíu chúng ta sẽ quay lại đó. Chúng ta thăm rồi chúng ta về luôn. Sẵn bữa nay cho anh Đông An anh đi lội giữa đồng mà anh lụm hột dịch bữa. Dịch sáng ta đang lùa các bạn ơi.
có mấy cái đặt cặp cá mương nữa mà, cặp cái mé hầm mé giường chứ, mắc lội ngang cái mương. Có bóng dáng gì không, bóng dáng em nào khì khì không? Rồi đó lần đó cái nữa đổ trước hôm nay khì khì chắc xong luôn rồi đó đó. Rồi xong luôn các bạn ơi. Ủi hả? Ờ à, kỳ á. Rồi hôm qua đặt trên cái đường đi, đường đi ba con cái mà văng hết trơn các bạn ơi. Hơi nó ủi, chắc đặt ngược hơn sao. Có đặt ngay đường á. Văng xuống luôn rồi kìa. Rồi ơi, vậy là gống dâm đi rồi chứ không phải chục cơm rồi. Cái này dính rồi mà đi. Văng xuống ruộng cho các bạn. Văng hết trơn 4 cái rồi luôn. Quá dữ. Này đi dữ thiệt chứ. Rồi chúng ta qua khu bên này các bạn ơi. Sáng nay, sáng nay sao thấy gì sao đâu, im đềm quá. Kỳ không biết. Rồi thấy bên trung đang cuốn cờ không biết rồi. Cái gì? Thấy cái gì? Rồi. Trời ơi, banh cái gặp luôn rồi. Kỳ vậy? Banh luôn rồi. Còn gì? Trời ơi, nó xé. Nè, cá lông dính nè. Lông dài thật luôn. Trời ơi, nó xé banh cái gặp luôn các bạn ơi. Quá, cá lông cả này nè. Nhâm này cũng bít lòng nữa. Ừ, mình bít lòng luôn á. Trời ơi, bát luôn rồi. Quá khứ rồi. Ba cái này thiệt tình, ba cái gặp chợ. Đúng rồi. Thôi, thôi rồi. Gặp mình là chết rồi. Mong rằng là cái khu đằng kia hôm qua dính con các bạn. Rồi đằng trước là nhóm chỗ anh Úc An là đặt một đống đây các bạn ơi, dí đắng. Mong rằng là nhóm đó thôi chứ. Không nghe đồng tình cho người ta. Sao rồi? Rồi có luôn, xong luôn các bạn ơi. Sáng nay hẻo rồi. Ô, vô, à, vô các bạn ơi, vô vô, tưởng nó không có, nghe nghe xa, đi xa nghe khì khì biết rồi. À, ngon bên lòng nữa hả? Ô ngoài ruộng mà lại có ấy ha, sát bên này nó đi, đúng rồi nó đi nè. Tưởng đâu đằng đó là khu đó không có là ngon này, là không ngon chứ. Lòng trời ơi, không rồi bạn ơi. Ừ. Mới nói thì tự nhiên nguyên khu không có hết trơn, ra đây gặp liền một cặp luôn rồi, hôm dính. Ừ, hôm mà cũng gan con này nè. Cái con này này á. Quá chuột rồi. Gặp này này thôi. Mập ra. Khu nu luôn các bạn ơi nè. Trời ơi, ngon ngon. Rồi. Lông mà dài thật. Có lời đáng có khì khì nữa, còn mấy cờ nữa. Trời ơi, không không vô đó mà ra đây mình cũng vô đây. Đi đâu? Gặp cái gặp đằng nắng, gặp cái gặp vậy. Ừ. Gặp kia là dính con nữa rồi. Là... ổn quá. Tức. Con nhum con nào con nấy xứng đáng. Ngon lành các bạn ơi. Rồi chúng ta qua nhóm cái gần cái nhà quan bên các bạn, cái giường bên. Đặt mấy cái bên. Rồi xong rồi chúng ta qua cái đường chạy dịch bên kia, chúng ta gỡ 5 cái gặp chuột cơm bên kia các bạn. Kêu không? Chuột cơm hả? Rồi vô chuột cơm nữa mày. Cơm ở đây chắc bự bự không. Ờ, nó lôi gom vô kìa.
nó bít lôi bít lòng luôn đây. Chụp cái này má lôi không thấy luôn. Vui ghê. Trời ơi nó lâu vô kìa. Lại nó thiệt chứ. Thì quá gì? Tôm chà má luôn. Lâu vậy thấy nó đâu. Làm nước trong này. À đây này bạn ơi, ló cái lên đít cho nè. Trời ơi. Ô, để lại đi, về nha. Trời ơi. Dạ tính đó. Banh cái kia nè. Ôi. Rồi đây hết gặp luôn các bạn ơi. Rồi chúng ta qua cái khu bên kia còn cái năm cái gặp chuột cơm bên kia nữa. Năm chuột cơm bên kia thì đặt cái gần cái chạy dịch, tối đi đi ngang thấy nó chạy nhiều quá cho nên là đặt cái đó 5 cái. Chuột chạy ào ào bển các bạn, năm miếng giường gần cái chạy dịch quá dữ. Đặt thử có vô không? Rồi chúng ta vô cái khu này các bạn ơi. Nãy anh Đông Quang anh lội đi mấy bước mà lụm được một số trứng hồ dịch các bạn. Chút đi gáo vòng có trứng nào nữa không? Dịch sáng ta lùa quá trời nhiều. Lùa ngang mấy cánh đồng nó đẻ rớt các bạn. Một cái không vô rồi. Ủi văng luôn á. Gặp nhỏ thấy nhỏ. Đặt không im. Đi chịch đường chút nó ủi văng. Rồi chết đi. Không luôn. Hai dài đó, hai cái, còn 3 cái nữa. Ờ nó chạy gì? Ờ cũng vớt vát đường con ngồi bự các bạn ơi. Ngon lành. Tưởng nó không có luôn rồi con cái cuối cùng. Đây còn, đây còn nhiều lắm các bạn, chuột nhiều. Một cái là nó mình đặt sao đó nó vô được. Quá trời luôn rồi. Rồi như vậy còn 5 cái còn 4 cái các bạn ơi. Mất cái nữa. Rồi tổng kết lại thì hôm qua được con cống nhum lớn với 3 con chuột cơm bành kỳ, sáng nay cũng 1 con cống nhum với 2 chuột cơm bự các bạn ơi. Thầu có đựng đi nè. Ừ, đang mướt rồi nè. Nè đục mò luôn nè. Có mình bể. Rồi chúng ta về thôi quý vị ơi. Hôm thì cũng có hôm thì cũng đặt cửa ngục. Đặt có cái là chưa kinh nghiệm cho nên là máy thì cũng máy nhà đem vô cho nên túc cũng được không được nhiều. Rồi hết pin chúng ta đem về cũng được có 3 con ếch các bạn. Chúng đặt ở đâu mà mất cái trời. Rồi, tạm biệt các bạn. Hẹn quý vị ở clip sau.